Con có điều ước gì không? Đây ạ. Con muốn biết đi. Dạ, kính chào quý ông bà cô chú anh chị và bạn đã đến kênh YouTube Năng Lực Sống Channel. Thì hôm nay em có qua bên đường Lê Hoàng Phái, thì có bác này cũng dặn là bà con với em để giới thiệu một hoàn cảnh là có một đứa bé tìm hiểu như thế nào, mà quý ông bà cô chú anh chị bạn hãy theo chân em nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Ở đây là chị mướn nhà trọ đây hả? Mướn nhà trọ. Rồi quê chị ở đâu? Lê Đắk Lắk hả? Rồi rồi lên đây sống bao lâu rồi chị? Lên đây rồi chị làm gì? Rồi cho em hỏi chị tên gì chị? Kiểm hả? Năm nay chị nhiêu tuổi chị Kiểm? Năm mấy phải không? Rồi chị lên đây chị có làm gì không? Mướn nhà trọ có làm gì nữa không? Không có làm nữa, ở nhà giữ nó không? Giữ nó rồi tiền đâu chi sống? Mẹ nó đi làm. Ý là chị là bà con sao với bé này? Bà ngoại. Bà ngoại đúng không? Đây là bé nó rồi. Chị mới có thể bật đèn lên. Thì cái quý ông bà chú vô đây mới đầu mình cũng không biết nha quý ông bà chú. Dạ. Vô đây mình thấy bé là mình xúc động liền quý ông bà cô chú. Và bé bé này là cháu ngoại của chị. cháu ngoại của chị là chị lên đây mướn phòng trọ ở đây. Vì phòng trọ này hết này là tháng như vậy, tháng 2 triệu em. Tháng 2 triệu. Rồi bé bé có đi được không chị? Bé không đi được. Không đi được mà bé bị cái này từ lúc bẩm sinh hay sao chị? Bẩm sinh là không biết, tới chừng 1 tuổi mới thấy sao. Rồi bé tên gì chị? Bé tên Thảo. Mà như bé bình thường không, như cái chuyện mà không đi được vậy, ngoài ra cái chuyện tâm lý này kia có bình thường không? Nó hay nhiễu nước miếng. Những miếng mà cứ như nhận biết thì kia hết được bé không? Thì thấy bình thường. Bé tên Thảo, năm nay bé được nhiêu tuổi vậy? Bé được 9 tuổi rồi. Vậy là mới đẻ ra bình thường, tới bao nhiêu tuổi mới phát hiện được? Một năm cái thấy nó không bò, không lọc gì hết, nó cứ nằm nó đạp không à. Dạ. Mới ẵm đi vô Sài Gòn. Dạ. Người ta chụp em trai, người ta nói nó bị thiếu não. Thiếu não. Thiếu não nó dẫn xuống cái dây thần kinh nó yếu. Dạ. Giống như bên vậy đó. Dạ. Hồi đó 1 tuổi, 2 tuổi nó ngồi nó cứ bật cờ té. Tới chừng 3 4 tuổi nó mới ngồi á. Nó Dạ. ngồi được nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng té. Dạ, thỉnh thoảng cũng Nó té. yếu một bên này. Rồi rồi Bên mẹ này, rồi, rồi, rồi mẹ bác bé đi làm gì chị? Mẹ nó đi làm gì ở quận Tân Bình đó. Rồi còn ba bé đâu Ba chị? bé bỏ rồi. Bỏ từ lúc bao nhiêu Bỏ từ tuổi? lúc 1 tuổi á. 1 tuổi là đi cưới vợ khác hay là sao? Hay là gì? Ý là hai đứa Chia tay đúng nó không? Chia tay đúng không? Rồi mẹ của bé được mấy người con? mẹ nó con mình nó Có mình hả? Rồi cho chú hỏi một chút, con tên gì? Con tên Thảo. Trời ơi, xinh gái quá mà cái chân vậy ha. Năm nay con được nhiêu tuổi rồi? Gần gần 8 tuổi rồi. Thì có em nhìn bé này mà không kìm được nước mắt luôn, mà vú cái chân con nhỏ xíu vậy nè, Nó không đi rồi, nó không có là nói là chứng bệnh là thiếu gì gì thiếu gì cơ não, chị? thiếu não Thiếu não. Thiếu não như, bên như 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 bé năm nay học lớp mấy rồi chị? học như mà nó đi học là nó học lớp 3, mà ở nhà bà ngoại dạy không à, chứ Bà không ngoại học à? trường. Vậy là lúc ở quê bé có đi học không? Không luôn, Vậy bà ngoại học. tại vì nó đâu có đi được, nó cứ động một cái nó Và dạy nó. mà do bà ngoại dạy vậy không à, Bây giờ nó biết chữ rồi. bây giờ con biết chữ rồi. Mà giờ chú hỏi là bây giờ gần đây mà có trường con có đi học không?
Nếu mà xin được con có đi học không? Lúc sắp tuổi con mới đi học. Mà bây giờ con có thích học không? Mà coi có cái trường mà để dạy cho con đào tạo này kia, rằng mai mốt cái giống như cái chân con vậy nè, mà cộng thêm nữa thì em cũng nói với chị luôn, giống như cái chân của bé mà như gì thì mà không cho bé học mà chỉ là biết chữ thôi, lớn lên bé làm gì nha. Nhưng mà nếu mà cho bé học rồi nguyên nhân sau cô có thể nếu mà có cho bé học rồi cô có cho đi học không, hay là bây giờ sao mà cô không cho bé đi học? Đi học á là phải đi theo nó. Đi theo. Ừ. Chứ chặt nó đi tiểu á. Dạ. Là như mọi đứa nó biết đi, nó biết chạy thì nó chạy tới nhà tắm, nhà vệ sinh nó đi, còn con này nó phải kêu. Kêu cái gì? Đâu con bò được không? Bé bò được không? Bò được phải không? Đâu mới đi xong. Rồi được con. Đâu con đứng vậy, gắn đứng rồi con dựa bé gắn đứng là thưa, con gắn đứng là cô đứng đằng sau, chị đứng sau chị chịu bé thôi, bé đứng được kìm kìm hơ hơ mới đứng được hay gì, hay là dìu hơ hơ là mới đứng được, dịnh là mới đứng được. Mấy gái rất dễ thương luôn. Thì con cũng không biết nói gì hơn, mà ví dụ á, mà nếu mà thông qua clip này mà bây giờ chắc con nghĩ là em cứ nghĩ là chị nếu mà cho bé đi học, bây giờ ví dụ chị ở nhà gì thì cũng chị cũng giữ bé thôi chứ làm gì, đúng không? Mà cho bé thì mà đi học thì chắc do kinh tế mà không đủ, đúng không? Chứ thật sự mà nếu mà đi học mà không tốn tiền thì mình cũng gán được, tại ở tớ dạ dạ học học ở chùa. Dạ. Ở chùa có mở lớp học không dạ. Có tốn tiền á. Dạ. Cho nó đi học được mấy tháng á, cái dạ. Xong nó ngồi trên ghế á. Dạ. Cái bà ngoại thì ở ngoài lớp. Dạ. Cái cô giáo khỏ mấy bạn ồn, cô giáo khỏ cái bàn cái nó giật mình, cái dạ. nó tụt xuống rớt dưới bàn luôn. Dạ. Cái cô giáo phải kêu lên kéo nó lên. Dạ. Rồi từ đó sợ mình không cho đi học rồi. Rồi cái nó về nó bệnh dạ. sốt rồi cái nọ kia nữa, cái thôi chứ cho nghỉ. Dạ. Mà bây giờ nếu mà bé vậy mà nếu chị không cho đi học thì lớn lên làm gì? Chị đâu có sống hoài mà chị nuôi nó được. Chị cũng không biết nữa, bây giờ hiện tại nó không có đi được, mà chị thì càng ngày càng già, nó thì càng ngày càng nặng, ẩm không nổi. Dạ. Cho nên mẹ nó mới nỗ lực ra công đi ấy đó. Đi gắng làm để cho bé tập giật trị liệu, vật lý trị liệu. Và một tháng bao nhiêu tiền? Tập lý trị liệu thì thầy tập là 800 một tuần. 800 một tuần. Là một tháng 3 triệu 2. 3 triệu 2. Rồi mẹ bé thu nhập có cao không chị? 3 triệu 2 cộng thêm cái tiền nhà trọ 2 triệu nữa, 5 triệu mấy, rồi mình có khoản thu nào khác để bù đắp vô cho cái nhà trọ không? Có mấy tiền ăn uống. Có mấy bữa trước là bạn của mẹ nó đó, là thương á, cho yeah. tiền cũng nhiều lắm. Dạ. Yeah. Cho người 500 triệu, 500 triệu cho nhiều. Dạ. Yeah. Cơm cho cũng được hơn 10 triệu luôn. Dạ. Rồi lấy cái tiền đó trang trải. Ý là cái rồi. Tiền đó để bù vô cái tiền mẹ của bé làm, thì theo chị cho em hỏi một tiếng nữa nha. Cái này là tới nhị. Nếu gì trả lời được thì chị trả lời. Giống như bé mẹ của bé làm vậy một tháng nhiêu tiền chị? Mẹ của tập nó có nhiêu tiền? Vừa rồi làm tháng có 3 triệu rồi, xong nó nghỉ, nó bây giờ xin qua bên tay làm. Làm tháng 5 triệu. 5 triệu. 5 triệu mà ví dụ không lẽ người ta cho tiền mình hoài rồi 5 triệu rồi cộng thêm bé này trị liệu là một tháng 3 triệu mấy, rồi cộng thêm nữa là tiền nhà trọ nó 2 triệu nữa là 5 triệu, tiền ăn tiền uống nữa. Như vậy sao đủ? Bữa nay nghỉ tạm lấy trị liệu. Như vậy là không có tiền, không có tiền không cho bé đi tập nữa. Mà chị ngay cái chỗ đó mà bé đi tập á, mà bác sĩ có nói là tập có khả năng là hồi phục được không chị? Có cô kia cô nói có khả năng hồi phục. Có khả năng. Ý là người ta nói là có khả năng, là hồi phục bình thường hay là hồi phục đỡ một chút? Đỡ thôi. Mà cũng sẽ đỡ thôi chứ không bao giờ. Nếu đỡ là người ta có nói với chị nếu đỡ có đi được hay không? Nó đi bây giờ nó dịnh cái khung á. Khung nhà này. Cái khung ở vật lý trị liệu nó vừa dịnh, vừa nhấp. Ý là em hỏi luôn, người ta có nói là một khi mà kiên trì mà tập thì bé có khả năng đi được hay không? Họ nói có khả năng đi. Có khả năng chứ không có chắc chắn. Chắc,
không có chắc, thì không có chắc. Nhưng mà cái lúc mà trước đi chưa đi tập á, thì như bây giờ thì chị thấy bé nó có là nhỉnh hơn phần nào không? Lúc mà chưa đi tập bé là sao? Nó dựa, bé nó như là nó dựa tường rồi là nó đứng lên được. Còn trước kia ở nhà không, nó cứ lết lết tâm nó yếu. Mà như vậy nếu mà chị á mà không có tập cho bé nữa thì sẽ trở lên như lúc xưa nữa sao? Về cứ ăn Tết xong rồi tính lại nha. Tính mà chị được mấy người con? Chị có ba người con. Ba người con. Con trai lớn rồi, có vợ, có con rồi, nó là giữa mẹ nó là giữa với con chị. Thì bà chứ mà chỉ lo cho cháu phần nào thôi, tại chị còn có con nữa, đúng không? Chứ đâu có thể lo nó hết được. Rồi tới bé thì xót xa thiệt. Thì thôi thì hôm nay em cũng tìm hiểu cái hoàn cảnh của chị là ở đây là ở đằng ở phía sau chùa Kỳ Quang, đúng không chị? Chùa Kỳ Quang 2. Nè, chú hỏi con tí nè. Bây giờ con có điều ước gì không con? Dạ con. Con có điều ước gì không? Đây ạ. Con muốn biết đi. Mà chị theo chị hỏi á là người ta nói mà nếu mà có mình có tiền nhiều hơn nữa, ví dụ có tiền nhiều hơn có thể đi ra nước ngoài chị được hết không chị? Không, cái đó chưa nghe ai nói. Chưa nghe ai nói, nhưng mà nhiều khi mình chưa gặp ai, tại sao mình không hỏi thử? Tại sao chị không hỏi thật? Ý là mình hỏi thử, ví dụ mình có tiền thì mình đi, còn không có tiền thì để đó, khi nào biết đâu mình có ông bà cô chú anh chị bạn này kia thương, tài trợ bé bé khuôn mặt rất xinh luôn á. Khuôn mặt cô chú quá xinh luôn á. Vậy là tóm lại là không suy nghĩ cái điều thứ hai, chỉ là con mong muốn là có ai đó để hỗ trợ cho con để tập làm sao cho con biết đi được là được, phải không? Dạ, nhà mai muốn về nhà con tập thêm mà. Hồi tập thêm mà chỉ cái điều ước con đơn giản là con muốn được đi giống như mấy đứa bạn cùng chăn lứa với con thôi, đúng không? Rồi, chú cảm ơn con. Thì em cũng nói với chị thì hôm nay em cũng ở đây và thông qua là cũng người quen giới thiệu, thì em mới biết cái hoàn cảnh ở đây mà em vô đây em gặp bé là em cũng hầu như là cũng không kìm được nước mắt thôi chị. Thì nay em cũng có món quà nhỏ nhỏ dành cho gia đình nha chị. Là cái món quà cũng không có lớn, tại vì cái này là của anh Đăng 008 là gửi cho em để quay cho những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà bữa nay là em đi phát hết mà vô tình có một điện thoại của người quen là chỉ em là ở chỗ đây, chị này kia với bé, rồi em chừa lại 4 phần này gửi. Thì con có biết cái này cái gì không? Rồi con nói rồi, cái nói là gì? Đâu, cái gì? Nhà con cũng có mà ăn, cũng hơi cây chanh. Là cái gì? Cái này là khô gà lá chanh. Rồi, thì tới đây cũng chừng video tại đây nghe muốn bà cô chú anh chị các bạn. Nếu thấy kênh em hay hay là thấy bé này xúc động thì hãy nhớ đăng ký để ủng hộ cho em để có được xem nhiều, để mình có cái hướng để mình giúp bé nhiều hơn nghe ông quý ông bà cô chú anh chị các bạn. Dạ, em một nữa em cảm ơn, bye, chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn gái nhà. Rồi chào ông bà cô chú con, chào ông bà cô chú.